Dạ, em Khoa xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Khoa Choi của em nha các bạn. Thì hôm nay cũng là gần cuối năm rồi các bạn ơi. Bên em vẫn còn chương trình khuyến mãi như mọi khi nha. Từ giờ tới cuối năm luôn các bạn ơi. Khi các bạn chốt xe sẽ được tặng kèm các món như vậy nè. Trắng bùng nè, giá đỡ nước nè, và bộ combo đèn trước đèn sau. Là về là các bạn vận hành ngay luôn, không có cần mà tốn tiền thêm để mua gì đâu các bạn. Chuông bận đồ đầy đủ. Và hôm nay giá thì siêu mềm luôn các bạn ơi. Một con xe rút đồ khá là cao luôn, trang bị đầy đủ đồ chơi luôn. Tô tầm khung nhôm phủ carbon, và một con xe khung thép tầm trung nè. Và hai con xe gọi là khá là hệ các bạn ơi, độc lạ luôn. Con này thì gọi là số lượng xe này ở trên thị trường thì đếm trên đầu ngón tay các bạn ơi. Land Rover thì rất là ít trên thị trường nha các bạn. Và Land Rover Nam này thì lại càng ít nữa, tại vì cái mã này em thấy về rất là ít, nên là mã này khá là hiếm á các bạn ơi. Đi đảm bảo không đụng hàng luôn đó. Thì bây giờ em Khoa sẽ tiến hành review 4 em xe này nha các bạn. Thì bên cạnh đó em còn những chiếc xe mới về em chưa làm. Đây là những chiếc xe từ Nhật về, và còn bụi Nhật luôn. Và có những cọng dây sên này gọi là sên xét, sên hư nè các bạn. Sên này là sên bỏ đi á các bạn, khi hai cái mắt rô lô nó nhão vậy nè. Và nhiều anh để lại và nói với khách là sên này sử dụng tốt lắm, bao đi lắm. Các bạn đi một thời gian đi các bạn sẽ thấy. Thứ nhất nè, sên cũ á, là tuổi thọ nó giảm mà bị nhão nè, nó sẽ phá mòn thêm xích clip và bánh xe đời cho dễ. Nó phá là nó phá hư lần cơm lơi luôn. Tới khi đó các bạn thay là thay mệt luôn. Nên là shop em rất chú trọng vấn đề đó, nên là lúc nào cũng thay sên mới cho các bạn hết á. Nên các bạn cứ an tâm nha. Còn xe Nhật về ha, là giống vậy nè các bạn ơi. Mình phải biết tô điểm, mình làm cho nó đẹp hơn xíu. Còn không biết làm đẹp lên mà đi nói người ta là xe bóng, là xe dựng, xe lại hết. Chất lượng vẫn vậy, chỉ làm nó đẹp hơn thôi các bạn ơi. Làm đẹp hơn thì mất thời gian hơn của em rồi. Để gì em bán cũng được vậy, bán nhanh luôn, còn khác làm lại rất là mất thời gian rất là lâu. Nhưng mà ai mua mà không muốn mua xe đẹp đúng không các bạn? Nên là em làm đẹp sẵn luôn. Về là các bạn vận hành ngay. Vừa được tốt gỗ mà phải tốt nước sơn luôn các bạn ơi. Phải đi combo vậy mới đã. Thì xe vẫn đảm bảo cho các bạn sơn zin. Thì mấy xe bãi mà bắt buộc phải có mấy vít trầy giống vậy nè các bạn. Thì về thì mình chịu khó, mình ngồi xíu, mình pha màu chỗ nào chày thì mình chấm lại, chứ để nó lòi nhôm ra xấu quá, làm biếng làm mà nói bút phét không à. Rồi quay lại vấn đề chính nha các bạn. Thì hôm nay em Khoa review 4 mã xe này nha các bạn. Mã thứ nhất là mã khung nhôm phủ carbon. Mã này là tô tầm xuất sang thị trường Nhật nha các bạn. Dáng sườn của nó thì cực kỳ ngầu luôn nè các bạn ơi. Sườn dạng bự này rất là cứng cáp. Luân ơi cho lấy giùm mình cây thước ra size với Luân ơi. Đây là khung nhôm phủ carbon. Đó, cây này kiếm carbon nha các bạn. Cực kỳ nhẹ luôn. Giò trước carbon nè. Bánh thì đi bánh Shimano R500. Căm là căm dẹp, đo giùm luôn bạn. Size đứng, đo từ đây đây. Dạ. Thì con này size đứng nó sẽ rơi vào 50 nha các bạn. Rồi đo giùm con này với ba con, đo hết luôn đi. Con đó là đứng 46.5 nha các bạn. Đo này không ngang luôn, rót thì cần đo hai ống cho khách. Giữa tầm. Dạ ngang 50, lộn ngang 52, đứng là 50 nha các bạn. Xe này ngang 52, đứng 50. Con Geos thích hợp cho chiều cao từ 1m65 trở lên. Đi size 50 thì cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Còn con Geos này là đứng bao nhiêu vậy? 53. Đứng 53. Ông đứng 53 còn ngang là 54 cho con Land Rover luôn. Xe hơi nhiều nên bên em đi hơi khó xíu. Review cho các bạn coi tham khảo chơi gần Tết rồi. 46. Đứng 46, 46 52 á. 58. 58 luôn hả? Con này đứng 46, đầu ngang tới 58 nha các bạn, đầu ngang khá là dài á. Nên là anh em nào mà có sải tay dài là đi mấy con này là bao vô luôn. Đó, thì giờ em Khoa vô lại vấn đề review chính đi. Xe này thì zin từ Nhật về đúng rồi. Em có debut cho các bạn coi thử trước video là hai con tô tầm và con giam. Thì hôm nay em Khoa đã vệ sinh và bảo dưỡng xong hết rồi.
về là em bao các bạn vận hành ngay luôn. Xe em có trang bị ống bơm cộng nước, hay còn gọi là giá đỡ nước, giá đỡ nước này là zin theo xe luôn nha các bạn. Con xe này thì nó sẽ đi bánh bộ Shimano R500. Bản này là cam dẹp, cam lá hẹ thì sẽ cao hơn bản cam tròn nha các bạn. Và đùm của nó đây cực kỳ sáng bóng luôn các bạn ơi. Và con này nó sẽ đi cấu hình là nó sẽ mix giữa hàm thắng Sora và Rubdo Claris. Claris này là sang số thì khỏi nói là lắc này lắc hai lưỡi mà các bạn. Sang số bao vô luôn, mượt mà. Một con cuộc cặn cao cấp, khung nhôm phụ carbon, đi đầu tay lắc, hai đĩa 8 líp. Đây, gạt đĩa cũng là Claris luôn nè. Cũ đời Claris, líp 8 Shimano HG chính hãng, zin theo xe. Cam là cam inox, sơn tĩnh điện, cam dẹp, cam lá hẹ. Niền là niền Shimano, niền nhôm hai lớp. Cặp bánh này thì trên thị trường nha các bạn, em đang thấy bán dao động giá loanh quanh từ 3 triệu hơn á. Nhiều đơn vị bán giá 3 triệu hơn á. Một cặp bánh này nó đã trang bị vô xe rồi. Cái này bánh zin theo xe luôn, chứ em không có thay vô. Xe này nó sẽ đi vỏ sau là vỏ Canada, còn vỏ trước là vỏ Panaracer Made in Japan. Chắc chủ cũ bên Nhật họ vô theo thế nào em cũng biết. Các bạn muốn về cùng một loại gai thì báo em về một loại gai cho các bạn. Xích đó thì con này thì bắt buộc em Khoa phải đi xích mới rồi. Xích mới mà em đi xích xịn các bạn ơi, xích KMC của Taiwan nên là bao im luôn. Đó, hàm thắng Sora nè, sáng bóng luôn, đẹp luôn. Đảm bảo bao cho các bạn là sơn zin luôn á, sơn zin nguyên bản luôn, xe này sơn zin. Chưa có dặn tốt gì nha bạn, sơn zin chưa có dặn tốt gì nha, khẳng định luôn. Những chỗ chày em chỉ chấm lại cho nó liền lạc xe thôi. Còn dây quấn này là dây quấn tổ ong. Dây quấn này thì được rất là nhiều anh em tin dùng và tư vấn em Khoa nên sử dụng cho khách, em Khoa sử dụng cho khách. Loại tay quấn này thì nó sẽ rất là mềm mại và im tay. Khi mà các bạn mà bị đổ mồ hôi tay á, sử dụng dây này cũng không có trơn luôn nha các bạn. Tay này cực kỳ xịn luôn rồi. Dây quấn tổ ong cực kỳ cao cấp. Còn đây là không phải là phần thừa đâu nha các bạn. Cái này là dây để tăng đưa để tăng đưa cái dây sang dĩa nè. Tại vì sang dĩa không có cái ốc tăng đưa nè. Còn ngoài sau thì có con ốc này. Khi các bạn chạy lâu dài á thì nó sẽ có hiện tượng mà lên líp bị tạch. Đó là nguyên nhân do dây bị trùng. Chúng ta phải tăng dây bằng cách vặn ốc này ngược chiều kim đồng hồ là lên. Dây này là dây inox luôn nha các bạn. Gơm là gơm thắng Shimano xịn luôn. Nói chung con này là em thay mới cộng dây sơn xịn và dây quấn thôi. Hai cái món đó buộc phải thay thôi chứ để mà rách mà nhão nhão để các bạn đi cũng được nữa. Yên này là yên xịn, zin theo xe. Yên này nó có chút lỗi lầm chút xíu là nó bị mấy cái này nè, em Khoa có chấm keo lại. Các bạn bị rách này nè, các bạn không thích đó thì nói em Khoa bọc lại cho. Còn thôi thì để ra zin. Mã này xe cực kỳ đẹp, khung nhôm phục carbon, vô đầy đủ cho các bạn đầu chơi. Ống bơm nè, giá đỡ nước xịn, zin theo xe nè. À, em quên giới thiệu các bạn này nữa. Cái này là pedal. Pedal này gọi là pedal cang, pedal Shimano luôn nha các bạn. Pedal này pedal xịn. Pedal cang là pedal dành cho những anh mà chạy road chuyên nghiệp đó, có dây can vô luôn. Móc vô là pedal với cái đôi giày nó sẽ dính lại tránh mình bị tuột ra. Loại này thì cực kỳ cao cấp rồi. Cặp pedal này trên thị trường bán tầm 1 triệu mấy một cặp. Tôi pedal cang. Pedal này là pedal nhôm, bạc đạn nha, nhôm này nhôm nguyên khối nha các bạn. Còn mấy anh khỏi hỏi mua đồ bán lẻ, em không có tháo lẻ đâu. Em bán nguyên xe zin vậy cho khách mua về trải nghiệm luôn cho biết đồ chơi nó đỉnh, chứ em không có tháo lẻ đâu. Phục carbon nè, cực kỳ hệ luôn, full nhôm phục carbon, xe bao nhẹ luôn, đi thì cũng bao trớn luôn. Bộ bánh Shimano R500 này thì còn gì đâu chơi nữa các bạn, đi là lướt thôi. Và mã này em Khoa đang ra với giá 9.900.000 nha các bạn. Đây là mã số 1. Còn mã số 2 này là một mã khung thép. Mã này thì em Khoa bán rất nhiều rồi. Lúc trước có màu trắng và màu trắng, màu đen, màu xanh. Nói chung mã này rất là nhiều màu. Bây giờ em Khoa chỉ còn có lô sắt khung thép này, em chỉ còn được có vài chiếc thôi. Tại em Khoa ngưng làm xe khung thép rồi. Nên anh chị nào mà thích một dòng xe phổ thông giá rẻ để mua về đi tập thể dục mà không cần chi quá nhiều tiền thì lựa chọn mấy con này rất là ok luôn. Khung thép, cái phần bạc đạn chiến cổ nữa các bạn ơi, mới sáng bóng luôn. Mã này giá 2.900.000 nha các bạn, 2.900.000 là sở hữu một con xe Nhật bãi, đi về tập thể dục ngay, không có nay sửa cái này mai sửa cái kia, không có đâu. Em bảo hành cho các bạn 12 tháng luôn cho các bạn an tâm sử dụng nha các bạn. Về
Xe thì mọi chức năng hoàn hảo rồi, đã được bảo dưỡng full từ trong ra ngoài hết rồi. Mỗi xe để em đều tháo ra hết luôn, còn cái sườn không để em bảo dưỡng lại từ đầu hết luôn. Nên là em đảm bảo cho các bạn xe về vận hành ngon, êm máy, đi một thời gian rất là dài và mình mới tốn tiền bảo dưỡng nữa. Còn không thôi, nếu các bạn ở thành phố thì lâu lâu đi tầm 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng, năm gì ghé em bảo trì bảo dưỡng miễn phí cho các bạn luôn. Còn các bạn ở xa mà muốn bảo dưỡng chiếc xe yêu quý của mình, có thể gửi lên, em Khoa sẽ hỗ trợ nhận và bảo dưỡng miễn phí cho các bạn luôn nha các bạn. Đó, mã này mã số 2, 2.900.000. Mã này thì cực kỳ mới rồi, xe phổ thông giá học sinh sinh viên, nhưng mà em Khoa làm rất là kỹ, châu chuốt chứ không phải mà làm mẫu đâu. Những chỗ chày thì có xử lý hết rồi, nên là xe rất là mới. Chỗ nào chày thì em sẽ chấm lại nhìn cho nó đẹp. Giờ dĩa là giờ dĩa nhôm, pedal là pedal nhựa, trục giữa là trục giữa bạc đạn, lớp Kenda hay còn gọi là vỏ Kenda 700x28, phanh là phanh vơi, phanh nhôm, zin theo xe. Đó, mã này em Khoa ra với giá là 2.900.000 nha các bạn. Hôm trước thì em tới hai con Zios và hai con Mu màu trắng thì em đã bán hết rồi, mã này em chưa lên. Hôm nay là con Zios này, Zios mới nha, chứ không phải Zios trong clip cũ nha các bạn. Xe đó là em đã bán hết rồi, em bán cho chú Xuyên về Nhân Trạch Đồng Nai, và chiếc Mu một chiếc là về Bến Tre, một chiếc là về Bình Định. Các anh em ở xa, anh chị cô chú yêu quý em Khoa rất là cảm ơn tình yêu thương của anh chị đã ủng hộ em Khoa nha. Thì hôm nay em lên tiếp mã Zios này. Mã Zios này thì cũng giống như xe lần trước vậy các bạn ơi, nhưng mà size nó sẽ cao hơn, size 53 lận. Nó sẽ thích hợp cho những người có chiều cao từ 1m70 trở lên đi mới đẹp nha các bạn. 1m70 em Khoa khuyên thiệt, 1m68-67 đi cũng được, nhưng mà 1m70 trở lên đi sẽ đẹp hơn con này. Phanh là phanh nhôm Shimano, nhôm nguyên khối Shimano xịn luôn. Tay bấm xả Shimano, 3 đĩa 8 líp. Vỏ Kenda 700x28, căm inox đùm nhôm sơn tĩnh điện hay còn gọi là máy ơn. Vành là vành nhôm 2 lớp xịn, zin theo xe. Về phần nước sơn thì không có gì chơi các bạn ơi, mấy xe này siêu mượt luôn, mượt mà như là sân siêu vậy các bạn ơi, xe đẹp lắm, xe lướt. Nước sơn thì các bạn thấy qua video các bạn cũng đánh giá còn rất là bóng và mới luôn. Anh bên em chú trọng vấn đề rửa xe về ngoại hình lắm, và kể cả chất lượng luôn cũng đều hoàn hảo tuyệt đối cho các bạn luôn. Những cái trong góc kẹt này kia nè thì khỏi nói rồi, lúc nào cũng sạch hết á. Zios của Ý luôn nha các bạn, Italy. Zios này có ra đời từ lâu rồi, cái logo của nó nè, nó để Sin 1948 là có trước năm 1948 nha các bạn. Hiệu này thì ra đời rất là lâu rồi, có tên tuổi rất là lâu trên thị trường rồi. Khung nhôm, nói chung là full nhôm các bạn ơi, nhưng mà phục là phục thép nha các bạn, còn lại phụ tùng nhôm không à. Giờ dĩa nhôm Shimano nè, 3 tầng đĩa 8 líp, cũ đời Shimano Ontouch, líp thả 8 tầng Shimano HG, đùm nhôm cam inox. Phần nước sơn khung sườn này thì cực đẹp, bạc đạn chấm cổ là CNC âm xuống, sơn líp vỏ ruột ngon lành hết. Về là vận hành không có tốn chi phí mà bảo dưỡng gì thêm đâu. Các bạn không tin các bạn thử lục lại những clip em coi, có nhiều khách mua xe xong ta ưng ý quá, khách comment lại ủng hộ tinh thần cho em Khoa quá trời luôn, nói mua xe gì mà rẻ mà mua về được mọi người khen nữa. Các bạn cũng coi cũng nhiều nơi thì các bạn cũng biết là giá em so với thị trường là rất là mềm luôn, và chất lượng xe thì em luôn luôn tự tin về chất lượng xe bên shop nhà em nha các bạn. Pedal này là pedal nhôm nguyên khói, xe được bảo dưỡng full hết rồi, về là chạy ngay. Xe bãi mà về nó giống vậy nè, không bảo dưỡng lại sao xài các bạn. Mà bảo dưỡng mà đã tới như thế này á là các bạn xài hoài luôn, lâu lâu thì xài 2 năm, 3 năm, 4 năm thì các bạn chỉ cần thay vật tư tiêu hao thôi. Giống như mấy cái vật tư tiêu hao là vỏ ruột nè, tại vì cao su là phải có tuổi thọ, đi lâu dài thì bắt buộc mình phải thay. Còn lại không có hỏng hóc mà lặt vặt đâu các bạn ơi, đời số này kia mượt mà lắm. Đây là mã số 3, em Khoa đang ra với giá 5.900.000, mã Zios Italia, size đứng 53. Còn mã này là cực kỳ hiếm có trên thị trường luôn nha bạn. Mã này là mã Land Rover. Rover nữ là hai cái giống xéo, nó xéo xuống thì các bạn cũng thấy em bán rồi.
Mã đó em Khoa có rất nhiều và em Khoa cũng bán đi rất là nhiều, mã đó bán rất là nhanh. Và mã này là Rover Nam luôn, Land Rover Nam luôn. Nhưng mà em Khoa bán vẫn bằng giá luôn nha, với Land Rover nữ luôn nha, 5.900.000. Đó. Các bạn, em quên báo giá không bao ship. Giá này 9.900.000 là không bao ship nha các bạn. Con này cũng không bao ship luôn. 5.900.000 cũng không bao ship luôn. Các bạn ở đâu thì cộng 350.000 tiền phí ship giúp em. Con này là nó đi bộ rúp là 1 tầng đĩa 7 tầng lip. Vị trí là 7 tốc độ các bạn. Cầm là cầm inox. Cầm này cầm inox xịn, zin theo xe luôn. Niền nhôm. Đùm là đùm nhôm. Đùm này các anh hay còn gọi là đùm mạ vàng, mạ đồng gì á, do các anh kiến thức chưa đạt thôi. Đùm này thật ra là từ màu đen nó bay về màu này, chứ không có đùm mạ vàng, mạ đồng gì đâu nha các bạn. Các bạn nên lựa chọn những người có kiến thức để nghe. Còn phục này là phục đen. Cái ống tiền nó bị đen sẵn rồi, chứ không phải là em Khoa sơn lại nha các bạn. Bản Land Rover này là logo thì nó in nổi vô sườn luôn. Con này tại sao em bán 5.900.000? Tại vì có một điều đáng tiếc trên xe con xe này nè các bạn, là khung sườn á nó khá là bị trầy xước rồi, nên em Khoa đã dặm lại hết nguyên khung sườn rồi. Nhưng mà dặm lại thì tốn tiền bên em chứ có sao đâu các bạn ơi, dặm lại để chiếc xe nó đẹp hơn, chứ để chiếc xe chạy chỗ xấu xí em bán thanh lý bán rẻ cho các bạn á, về các bạn cũng đâu có đem đi sơn được đâu. Tại vì sơn nó phải rã hết nguyên chiếc xe luôn, rồi lắp ráp lại cực kỳ khó luôn. Nếu mà lắp ráp sai hay là thiếu đồ này kia nó rất là khó chịu, và chiếc xe vận hành sẽ không ngon. Nên em Khoa thấy vậy em Khoa làm sẵn hết luôn, về là các bạn vận hành ngay. Vừa một con xe hệ, xe đẹp mà để đi mà rẻ nữa. Logo Land Rover đây, logo này âm vô sườn không có làm giả được các bạn ơi. Cái thằng Rover Nam nè, cái ống này nó sẽ bộ tròn nhưng mà nó bự, nhưng mà về đây nó nhỏ lại. Nó giống như cái phiểu ly vậy các bạn, nhìn rất là lạ. Dò dĩa nhôm, trục giữa là trục giữa bạc đạn nha các bạn. Cũ đời là cũ đời Shimano, này là Shimano Tuning. Loại này rất là hay, có một cái là có cái bánh xe đời trợ lực nè các bạn, nên là khi mà mình sang số này kia rất là nhẹ luôn, vặn là đi à. Cái thương hiệu con này là thương hiệu của Anh Quốc thì quá là nổi tiếng rồi. Em đã vô cho các bạn cặp trắng bùng, nhìn chiếc xe hầm hố và gấu lên liền. Dòng này không phải là dòng MTB thuần đâu nha các bạn, dòng này còn gọi là dòng đua sport hay còn gọi là dòng hybrid. Nó sẽ kết hợp giữa xe touring và xe MTB, tại vì như vậy thì cho những khách hàng nào mà thích đi một chiếc xe ở trong cái đường mà gọi là hơi xấu xí xíu, chứ không phải là xấu xí quá như là đường đồi núi đi, thì lựa chọn mẫu này rất là ok luôn. Vừa có tốc độ mà đi vừa êm ái nữa, xe em đã bảo dưỡng hết rồi, về là các bạn vận hành ngay luôn. Phanh Tetro, càng thắng cũng mà càng thắng Tetro. Đùm nhôm Caminox, dây thì đi dây nổi ở trên xe, cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Nước sơn thì đã được dặm tút lại ơi, em thì báo rõ tình trạng cho các bạn chứ không có mà báo tầm bậy tầm bạ để lừa gạt đâu, làm vậy nó mất hay. Nước sơn thì bao đẹp luôn. Siêu nét. Chống rồi các bạn ơi, thấy chống cực kỳ đẹp luôn, mới luôn, chống xịn zin luôn. Dạ, thì bây giờ em sẽ báo lại tổng quan là một lần hết 4 xe nha các bạn. Mã số 1 9.900.000, xe cột khung nhôm, phuộc carbon, 9.900.000 mã số 1. Mã số 2 này là 2.900.000, mã số 3 5.900.000, mã số 4 5.900.000. Hai mã này đồng giá nha các bạn. Vì sao em bán 5.900? Tại vì nghe nó hay, chưa tới 6 triệu. Xe em bán thì em tặng kèm các phụ kiện như vậy các bạn. Các bạn nào mà yêu thích những mã xe mới nha, các bạn có thể alo em và chốt đơn thì em Khoa sẽ làm trước cho các bạn luôn. Em Khoa ưu tiên làm, tại vì khách đặt cũng nhiều, nên em Khoa cũng tranh thủ làm trả đơn, nên video ra cũng hơi ít. Mong các bạn bỏ qua, nhớ ủng hộ em Khoa bằng nút đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.